Xin chào tất cả mọi người nhé. Anh em mình vừa mất 3 tiếng đồng hồ đi từ Cần Thơ xuống đến Đồng Tháp mọi người ạ. Hiện tại là anh em mình sẽ vào khu du lịch gọi là vườn quốc gia Tràm Chim. Tại vì thấy cũng bảo là ở đây vườn quốc gia Tràm Chim là khá là thú vị. Thế nên là anh em mình đi qua trong lúc đi về Sài Gòn để về Hà Nội. Ngày hôm nay là ngày cuối cùng anh em mình sẽ ở đây. Thế nên là tối mình sẽ bay về Hà Nội. Chỉ còn mỗi vườn quốc gia Tràm Chim này là anh em mình tạt qua thôi. Bây giờ vào xem có cái gì hot không nhá. Đây. Anh không là nàng thơ. Đây là thực đơn mình phải đặt trước. Đặt sau người ta mang xuống cái kiểu đó là đi ăn trên đường, còn cái này là xuống mình đặt sẽ là ăn có cái gì ra đấy. Xuống đến nơi à? Đây này có chuột quay lu này, chuột khìa nước dừa này. Má đệ, mày ăn cái món gì? Chuột quay lu, chuột khìa nước dừa, chuột lược cơm mẻ, chuột muối xả chiên, chuột xào rau răm, chuột xào kiệu. Chuột quay lu này. Chuột quay lu. Chọn một đến từ đâu vậy chị? Ba vì. Chọn xin hỏi. Chuột luộc cơm mẻ. Chuột luộc cơm mẻ này. Những cá này. Chọn tức hết là, đi xong rồi người ta ghi lại. Làm luôn, lấy luôn thực đơn ở đây đúng không? Xong rồi người ta làm xong người ta mang xuống đây cho. Không, đang ý là đang muốn hỏi là chỗ làm đâu mình xuống mình quay được không? Hay là mình chỉ đi chơi xong rồi người ta... Mình chỉ đi chơi xong rồi người ta mang xuống thôi. Đây, cho em cái chuột quay lưu này. Dạ, em gửi cho chị 100 ngàn nhé. Giờ mình có nhu cầu đi vệ sinh, mình đi vệ sinh nha. Dạ, cái nhà đó lớn ở đây. Mình liên hệ đây. Cầm vé giữ vé cả. Lịch trình của anh em mình sẽ đi trên xuồng 2 tiếng nhé mọi người nhé. Sẽ đi xuồng tham quan gọi là vườn quốc gia Tràm Chim toàn đầm với lại nước thôi. Thế nên là phải đi xuồng. Xuống đến nhà hàng thì anh em mình mới đặt món ăn sau. Rất là nhiều món ăn luôn. Toàn món đồng quê thôi. Anh em mình muốn đi bắt cơ. Anh em mình cũng thích bắt cơ nhưng mà đố anh em ra đồng bắt đấy. Trời nắng á? Thời tiết trời này á, tầm 35 độ. Nắng cháy luôn. Một lúc sau là thấy những răng. Anh không là nàng thơ. Xong ngồi ghế đây nghỉ thì chú kêu tiếp viên lại đó, nó ghi món ăn mình. Dạ vâng ạ. Vâng. Ăn về anh em. Bây giờ có con tơ nhỏ đâu? Đây. Nghiên cứu nhỉ. Bây giờ sẽ nghiên cứu thức ăn trước. Xong rồi tí là hình như là sắp là quay về đây ăn hay sao, hay là đem lên xuồng ăn nhỉ? Chuột chứ gì? Quay về đây rồi là đẹp. Chuột quay lu. Chuột quay lu ở bên này có món tôm nướng. Anh em mình đã có xuồng và có kia ở nhà. Xuồng của anh em mình á. Khá là hợp lý đấy mọi người ạ. Đây là món ít thế nhỉ? Món chuột nướng lu này. Đây chuột hấp nước dừa phải không? Chuột đúng rồi. Khìa. Còn đây là vịt nấu chao. Cẩn thận mà đổ nồi lẩu nhé. Đó. Đi chậm nữa nhé. Nào ui, lấy cái gì vớt bớt nước ra không là lắc trên thuyền là đấy lắm. Lần đầu được thử sông nước và ăn ở trên này. Khuê đấy mọi người ạ. Ấy, thanh toán chưa? Tính về mới thanh toán à? Chắc thế. Được. Ok đấy. Chị Linh ở kia. Chị Linh ơi, ngồi hẳn ở trong này này. Chốt thì có ngồi hẳn trong này sang bên này đi. Cô ơi, tính về thanh toán hay là thanh toán luôn đấy? Tí gì? Chén ơi. Từ từ đi đã, mình phải đi đã chứ. Cái xuồng kia kéo mình à? Thì gọi là kéo đấy thầy. Đấy là bê. Nhà nổi đấy. Đấy cái chuyện này kéo cái bê này. Thì
bóc giòn đi. Đấy, nào, nào, bóc, bóc, bóc. Khui hàng, khui hàng, khui hàng. Để mình khui quả. Đấy, thiếu ai? À. Chuột quay lưu quá. Đây là cái món gì? Cơm, à, cơm để cho chín nóng. Thịt nấu chao, ấy, bật, bật, bật. Bật bếp đi, bà, bật bếp đi, Linh ơi. Rồi. Nước đánh nèo. Món trứng ăn cơm này mọi người ạ. À, sẽ ăn toàn món đồng quê thôi. Chứ nó không có cái món gì, à không phải là à, khách sạn, khách sủng gì, thế nên là mà anh em mình thích ăn như này thôi. Đây là món vịt, thịt rang cháy cơm. Thịt rang cháy cạnh. Đây này, mình thử miếng chuột xem như ngoài mình không nhá. Nè, đây, cầm này cái đùi. Đây là chuột quay lưu nhá, mời tất cả mọi người nhá. Ngon lắm. Linh dám ăn chuột không? Ngon lắm. Thôi chú cho ăn chuột không? Đấy, gấu răng đấy. Ngon lắm, bia đó. Lấy bia đi Vượng ơi. Ngon cực mọi người ạ. À, vừa anh em mình sẽ vừa ăn vừa đi tham quan sông nước luôn nhá mọi người nhá. À, khá là... Ấy, để bia vào trong cái thùng đá ấy. Đấy, chắc chắn cốc rồi. Ừ, chắc chắn cốc cũng được. Nào gấu ngồi đây gấu. Gấu ngồi đây ăn. Món vịt nấu chao nhìn cũng khá là hấp dẫn nhá. Nhưng mà tí nữa nó sôi lên thì chắc sẽ ngon đấy. Còn rau củ quả ấy. Anh thử nước xem chua ngon không? Hả? Thôi để cho sôi đã. À đây anh, phải thử món này chứ. Ờ đấy. Món này mới là đặc sản ở đây mọi người ạ. Cái gì? Đấy là chuột khìa nước dừa. Đó, ui. À, mình tưởng kia hóa ra là vịt. Anh ơi, chuyển đi. Đây, món chuột khìa nước dừa nhá. Đây, đây. Đây, cho gấu cho gấu một cái đùi này. Mời mọi người nhá. Mời mọi người nhá. Nó có hơi ồn một chút, mong mọi người thông cảm nhá. Toàn vì đi xuồng. Anh em mình sẽ đi 2 tiếng ở trên xuồng này luôn. Đi và tham quan luôn. Ngắm chim á, chim gì này à? Hả? Hả? Chim à? Ôi, ui, chim trắng à? Chim trắng một côi. Con vịt. Chim trắng một côi đấy. Thiên Nga. Thiên Nga. Ngỗng. Thiên Nga, ở ngỗng, ngỗng trắng. Ngỗng. Ngon nhá mọi người nhá. Món này ngon. Nhưng mà cảm giác hơi người chóng mặt. Người ta ước vị hơi khác khác. Hơi gần ngọt. Không, đã bảo không ngọt rồi đấy. À. Chị thấy ra ấy nhỉ? Chắc là nước dừa nó ngọt. Dạ hả? Mình có hơi coca mà nhỉ? Có. Đấy. Lúc vừa chị ạ. Vẫn chưa thấy con chim to nào đâu. Chưa thấy có gì đặc biệt lắm. Nhưng mà con chuột bé này ăn cả xương rồi nhỉ? Được đi sông nước thế này là vui rồi. Dịp qua Đồng Tháp thì mọi người nên thử nhá. Rất là thích đấy. Và giá đồ ăn ở đây cũng giá đồ ăn ở đây cũng khá là rẻ. À, vịt nấu chao cũng chỉ có 250k thôi. Chuột 150k một đĩa. Ôi giời. Trời ơi. Trời ơi, trời ơi. Chén đi. Ăn cơm đi. À, múc bớt nước ra, múc bớt nước. Muôi đâu? Đưa muôi đây, muôi đây. Cho mọi người xem món vịt nấu chao của nhà hàng sông nước nhá. Trên này đầy đủ tiện nghi luôn. Đấy, thấy chưa? Ăn này, đúng đó, đây. Nào, được rồi. Mình ăn em lựa vào vòng ở đây, cắn xoay khó nha. Múc bớt nước là nó chảo mọi người. Đấy, cảm giác hoa hoa mắt đấy nhỉ? Kiểu mình chú ý vào đây, bên kia đó. Không phải là chú ý, đợt này anh thì em thấy đi thử. Đấy, đúng rồi. Đó, đấy. Thì vào đấy. Thử một chút nước nào. Ăn có món gì không? Anh ơi, anh nêm cho cái nước tạm được nhưng mà không thấy vịt ngọt mà. Nước cho muối ngon không? Đúng rồi. Nào, ăn cơm gì? Vâng. Đây. Em một ít nước cho muối. Vâng, rau muống. Không phải chanh vắt vào thì nó chả thế. Cậu ơi, có người ta vắt rồi mà. Có, có. Có chanh. Mình vẫn khoái khẩu nhất là mà cái món thịt chuột đấy nhá.
Ở trong đây là chuột đồng, nó cũng khá là béo nhưng mà không to lắm, không to như ngoài mình. Cho nhỏ lửa thôi. Nhưng mà ngon mọi người ạ. Cái gì như chuột ngon. Thuốc là đặc sản. Ăn phải cải yến mà. Đằng à, trên kia cũng là mênh mông kiểu cỏ như thế này này. Chứ nó không phải là một rạch này mà là toàn bộ tất cả đây đều là sông nước. Kiểu như chằm ấy. Trên kia không phải là bờ, không phải là đất liền kia đâu mà là ngon quá. Là kiểu cỏ cỏ chằm. Đấy mọi người nhìn thấy chưa? Và chằm đó. Chẳng ngon à? Ngon. Ăn chua đâu? Ngon. Hợp lý đấy. Đây, anh em mình vừa đi tít đằng kia kìa. Còn 2 tiếng nữa anh em mình mới quay lại chỗ đấy cơ. À, đây trên này là đồi à? Thế này giống đồi nhỉ? Đó. Anh em mình sẽ vừa đi vừa ăn uống, vừa thưởng thức cái không khí trong lành ở đây nhé mọi người nhé. À, kia là chú hướng dẫn viên, chú ấy sẽ lái xuồng đưa anh em mình đi xung quanh vòng 2 tiếng về đến kia. Để về đến chỗ đặt cơm đó. À, đây cho mọi người xem lại toàn cảnh nhá. Rất là phê. À, thấy chưa? Toàn cảnh nhậu trên thuyền luôn. Đấy, mọi người thấy chim ở đây nó không sợ người luôn nhá. Nó không sợ người luôn. À, thấy khá là nhiều loại chim nhưng mà chưa thấy con nào lớn lớn một chút. Đi trên mặt bèo luôn nhỉ. Đó. Đây này. Ok. Đây. Đấy, đấy. Nó đi. Nó đi được trên cỏ à? Đi được mà. Đó, mọi người thấy rõ chưa? Chèo béo đi ngoài mình đời. Hả? Nào. Làm cái nào. À, đây là vịt nấu chao của anh em mình này. Rất là ok. Ngon, ăn cơm này ngon nhỉ anh nhỉ. Mọi người thấy mau để thấy cảm giác như thế nào? À, đi chơi mấy hôm múc hết cả đầu. À, lấy miếng thịt mỡ này, dìm vào cái nước nước canh cho muống, cho vắt chanh ăn khó lắm. Ở ngoài mình thì không có kiểu du lịch như thế này mà xuồng bè như thế này, mà ở ngoài mình chỉ anh em mình chỉ đi xuồng nữa, chưa được ăn thử như thế này. Rất là vui. Đây, các loại chim ở trên trong vườn quốc gia đây. Đó. Mình chỉ biết một số con thôi. Còn nhiều con là chưa nhìn thấy bao giờ. Đó. À, anh em mình đã về đến bến rồi mọi người ạ. À, hôm nay là thật ra là đi chơi thế này mình cũng thấy có một cái hay cái là ngồi ăn trên xuồng thôi. Còn gọi là có mọi người cứ đi thử trải nghiệm một lần là sẽ biết nhá. Thịt chuột rất là ngon, mình giữ mãi mới được của con này. Nó rồi. Nó rồi. Thịt vịt nấu chao kiểu khác vị á. Anh em mình không ăn được vậy. Thôi bây giờ anh em mình sẽ lên thanh toán và xuôi về Sài Gòn để bay về Hà Nội đấy. Kết thúc một chuyến đi một tuần rồi. Wow. Dạ. Wow, nào. Vừa no mà vừa kiểu
non nước đấy. Chạy đi. Đó, có lính hả? Có gì hả cô? Ơi. Ôi. 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 Đi. Wow. Tóc đi cho lát xe. Toàn bộ bước trải nghiệm của anh em mình ở trên sông nước là hết là 881.000 nhé mọi người nhá. Còn tiền vé thì là đại khái là đi 7 người thì sẽ hết độ tầm 1.5 triệu. Vé lúc nãy là hết 600, nói chung là tầm 1.5 triệu là ok cho 10 người đổ lại đi xuồng. Nhưng mà ai phải có đi xe quen rồi mới đi được xuồng chứ, say xe là lên kéo say xuồng chết đấy. Đi xuồng người để... say không say đó biết được còn gì cho nhở đây. Còn bây giờ anh em mình lên trên đây nắng hám hồn. Mọi người mà đi vườn quốc gia Tràm Chim thì nên chuẩn bị một chút sức khỏe nha. Và anh em tại anh em mình đi một tuần nữa mệt nên nó cũng yếu rồi. Thôi, chào tất cả mọi người nhé, hẹn mọi người ở Ba Vì nha. Bây giờ anh em mình phải về luôn để cho kịp chuyến bay, để bay ra Hà Nội. Quê mình vẫn là tuyệt vời nhất, tại vì mình ở quen ở đấy rồi á, ở quen rồi thì nên là mình thấy không đâu bằng nhà cả. Thôi chào tất cả mọi người nhá.